Nga tố Ukraine tấn công trường mẫu giáo ở Donetsk. Một trường mẫu giáo và một khách sạn nằm trong số những tòa nhà bị hư hại do vụ tấn công, đồng thời khiến nguồn điện bị gián đoạn. Hai thường dân bị thương tại khách sạn Rodina, nơi dường như đã hứng chịu hậu quả nặng nề của vụ tấn công. Video được PreCoco đăng tải trên Telegram cho thấy dấu chân đẫm máu và sàn nhà sụp đổ do cuộc tấn công. Prykhoko cho biết bốn người nữa, bao gồm cả người ứng cứu đầu tiên, bị thương ở những nơi khác trong thành phố thiệt hại cũng được báo cáo đối với trường mẫu giáo Teremok, một số khu dân cư trên thành phố Pushkin và một phòng khám nhà khoa. Khu phố Kvantan 245 ở trung tâm thành phố tạm thời bị mất điện. Cuộc tấn công bằng pháo binh lớn cuối cùng vào Goloka diễn ra vào gần 3 tuần trước khi một dân thường thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nhân dịp này, trung tâm mua sắm Galakita đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo chính quyền địa phương, đã có hai cuộc tấn công bằng pháo từ The Gengins do Ukraine nắm giữ, cách nhau khoảng 15 phút. Mỗi cuộc sử dụng nửa tá đạn pháo 155mm có đầu đạn chùm. Cái gọi là cuộc tấn công chạm hai lần thường nhằm mục đích gây ra sự tàn sát tối đa giữa các nhân viên y tế và cứu hộ đang phản ứng vào cuộc tấn công ban đầu. Goloka nằm ở thành phố Donetsk, 50 km về phía bắc, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Nơi đây thường xuyên bị Ukraine pháo kích kể từ năm 2014, khi Donetsk và Lugan lân cận bác bỏ của đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev và tuyên bố độc lập. Cả hai vùng lãnh thổ đều được xác nhập vào Nga vào tháng 10 năm 2022, cùng với vùng Zaroporzhye và Kherson. Nga nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine nhằm vào các khu dân cư không có ý nghĩa quân sự. Các loại vũ khí do phương Tây cung cấp như bệ phóng pháo, tên lửa, HIMARS và bom chùm đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố và làng mạc ở Donbass, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng pháo binh Ukraine cho biết quân đội Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công ở miền Đông khi giao tranh ngày càng ác liệt lớn và Ukraine đang chờ đợi thêm viện trợ quân sự từ các nước phương Tây. Ukraine đang thực hiện chuyển đổi chiến lược từ tấn công sang phòng thủ sau khi các cuộc tấn công vào năm 2023 không thể phá được hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của Nga. Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 98 cuộc đụng độ giữa hai quân đội trong vòng 2 giờ, con số gấp đôi so với cuối tuần trước. Quân đội Ukraine đang tập trung duy trì các tuyến phòng thủ và đang đối mặt với những cuộc tấn công của Nga tại các mặt trận gần Liman, Bakhmut, Adipka và nhiều khu dân cư nhỏ khác ở phía đông. Binh sĩ Mikhailo thuộc lữ đoàn tấn công số 92 của quân đội Ukraine cho biết, họ đang phải thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chuyển đổi từ chiến thuật tấn công sang phòng thủ. Tính đến nay, vũ khí từ phương Tây mà quân đội Ukraine sử dụng không hoạt động hiệu quả trong điều kiện lạnh giá ở miền Đông và nhiều phương tiện nặng của họ đang mắc kẹt trong đầm lầy. Binh sĩ Mikhailo cảm thấy khó khăn khi triển khai vũ khí, đặc biệt là lựu đạn trên băng tuyết. Ngoài ra, một binh sĩ khác, binh sĩ Pablo, nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần sự bổ sung về đạn dược, vũ khí và nhân lực để tiếp tục tiến lên trên chiến tuyến. Anh cảnh báo rằng nếu không có nguồn lực đủ, họ sẽ dễ dàng bị áp đặt sức ép từ phía Nga. Tuy nhiên, mâu thuẫn chính trị ở Mỹ và Liên minh châu Âu đã làm trì hoãn quá trình cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong nhiều tuần qua. Điều này khiến tình hình trở nên khó khăn hơn thưa quý vị thời tiết khắc nghiệt mùa đông gây nhiều khó khăn cho ukraine buộc kiev phải chuyển sang chiến lược phòng thủ máy bay không người lái và hoạt động trinh sát giảm sút do điều kiện thời tiết xấu sự cạn kiệt vũ khí đạn dược và thiếu nhân lực đang làm suy giảm khả năng tấn công của quân đội ukraine Tuyến phòng thủ đã được thiết lập tại Donbass từ năm 2014, nhưng các vấn đề này cùng với sự giảm cung cấp vũ khí và đạn dược đang tạo áp lực lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự mạnh mẽ hơn của công sự có thể làm chậm bước tiến của quân đội Nga, giúp Ukraine dành thêm thời gian cho huấn luyện và phòng thủ. Để duy trì cuộc chiến, Ukraine cần hỗ trợ tiếp tục từ phương Tây, không chỉ về vũ khí mà còn về phát triển công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa. Mặc dù có lo ngại về khả năng Nga giành chiến thắng, sự hỗ trợ từ Mỹ đang giảm dần. Ukraine cam kết chiến đấu đến cùng, nhưng cuộc xung đột kéo dài sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho quân đội, xã hội và kinh tế. Đối với phương Tây, khả năng mất trắng hàng trăm tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine là một nguy cơ. Để giành lợi thế, Ukraine cần tái hợp lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu và lập kế hoạch khai thác điểm yếu của Nga. Mặc dù, việc này sẽ rất khó khăn với sự vượt trội về quy mô dân số và kinh tế của Nga. Ngày 18 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng Nga không phản đối thỏa thuận về an ninh giữa Anh và Ukraine, nhưng đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự. Thông tin này được Ngoại trưởng Nga đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak thăm Ukraine trong tuần trước và ký kết thỏa thuận về an ninh. Trước đó, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã thông báo rằng thỏa thuận này bao gồm việc cung cấp hỗ trợ về vũ khí, tình báo và công nghệ mạng cho Ukraine, cũng như thiết lập các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ tin tưởng phương Tây, chứ không phải Ukraine sẽ quyết định các điều kiện để kết thúc chiến tranh. Nhưng cho biết, ông không nghĩ phương Tây quan tâm đến việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình vào lúc này. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng đề xuất trên không được Nga chấp nhận vì phương Tây ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến sắp tròn 2 năm. chúng tôi không thấy một chút quan tâm nào từ phía mỹ hoặc nato trong việc đạt được một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột hiện tại ở ukraine họ không muốn lắng nghe về những lo ngại của chúng tôi không muốn nói chuyện nghiêm túc về việc loại bỏ các yếu tố căn bản gây ra cuộc xung đột ngược lại thì phương tây đang làm mọi cách có thể để leo thang cuộc khủng hoảng tại ukraine sự thiếu đối thoại là rất nghiêm trọng vì Hiệp định START mới hạn chế đầu đạn hạt nhân chiến lược của cả hai bên sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2026. Việc hiệp định này mất hiệu lực sẽ khiến hai nước không còn thỏa thuận vũ khí hạt nhân nào vào thời điểm căng thẳng giữa hai bên đang ở mức cao nhất kể từ năm 1962. Thưa quý vị, các chuyên gia đánh giá rằng tuy Triều Tiên công bố coi Hàn Quốc là kẻ thù thương trực, không phải đối tác hòa giải, để tăng cường độ tin cậy cho chiến lược hạt nhân leo thang của ông Kim Jong-un. Ngay cả khi thế giới không còn ngạc nhiên trước các thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên, việc này vẫn đánh dấu một cú sốc lớn. Bình những đề xuất xây dựng cơ sở pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác hòa giải và thống nhất. Ông Kim Jong Un trong bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên ngày 15 tháng 1 tuyên bố rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không khả thi nữa, cáo buộc Seoul cố gắng làm sụp đổ chế độ ở Bình Nhưỡng và thống nhất bằng cách sát nhập. Ông đề xuất sửa đổi hiến pháp để xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định lãnh thổ Triều Tiên là độc lập với Hàn Quốc. Ông Kim Trương Un cũng đề xuất kế hoạch chiếm đóng, chinh phục và giành lại hoàn toàn Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh, kêu gọi cắt đứt mọi liên lạc liên triều và phá hủy tượng đài thống nhất ở Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh rằng Triều Tiên không muốn có chiến tranh nhưng cũng không có ý định tránh nó. Nhận định này được đánh giá là một chỉ dấu rõ ràng về sự giảm sút mối quan hệ liên triều từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều tháng 2 năm 2019 mà không mang lại kết quả. Thù địch giữa hai nước đã tăng lên với Triều Tiên không ngừng phát triển vũ khí và đe dọa chiến tranh hạt nhân chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Ông Kim đang áp dụng một cách tiếp cận mới đối với Hàn Quốc nhằm thoát khỏi cô lập ngoại giao và củng cố vị thế của Triều Tiên trong khu vực, nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc cùng việc tham gia một mặt trận chống lại Mỹ trong chiến tranh lạnh mới đã được ông nhấn mạnh trong chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm 2023 và cuộc gặp với Tổng thống Putin. Chuyên gia Ankit Panda của Quỹ Kanager vì Hòa bình Quốc tế nhận định rằng sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ đổ vỡ vào năm 2019, Triều Tiên đã điều chỉnh cách tiếp cận với các vấn đề ở khu vực. Bình Nhưỡng không còn xem Seoul là bên trung gian hữu ích để đạt được nhượng bộ từ Washington, Hàn Quốc thậm chí được coi là trở ngại đối với những nỗ lực của Triều Tiên trong việc tạo ra sự hiện diện quyết đoán hơn trong các vấn đề toàn cầu. Lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang củng cố cách tiếp cận trước đây của Triều Tiên, phớt lờ Hàn Quốc và thực hiện đàm phán trực tiếp với Mỹ. Điều này có thể nhằm nâng cao độ tin cậy và lý luận hạt nhân leo thang của ông Kim với sự tự tin và năng lực hạt nhân và tên lửa tiên tiến, cho phép quân đội thực hiện cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại kẻ thù khi đối mặt với nguy cơ. Nhà phân tích Lim Eun-chun từ Đại học Cương Nam ở Seoul nói rằng Triều Tiên đang hướng tới việc phá hủy những ảo tưởng về sự thống nhất. Điều này ngược lại với cách tiếp cận ngoại giao của ông Kim vào năm 2018, khi ông tìm kiếm sự hòa giải qua Seoul để đạt được lợi ích kinh tế từ Mỹ.